Thưa quý vị, theo Bộ Nội vụ, năm 2020, công tác sắp xếp, tổ chức bộ máy hành chính tiếp tục được quan tâm theo hướng tinh gọn, phát huy hiệu lực, hiệu quả. Theo đó, trong năm 2020, các bộ, ngành trung ương và địa phương từng bước sắp xếp cơ cấu bên trong, giảm đáng kể đầu mối, thực hiện tinh giản biên chế công chức giảm được 8,7%. Năm 2021, Bộ Nội vụ sẽ tổng kết các chương trình, đề án về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ công chức viên chức, đẩy mạnh việc xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách phù hợp để thúc đẩy việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đồng thời kịp thời giải quyết chế độ chính sách, làm tốt công tác tư tưởng đối với các đối tượng chịu tác động trực tiếp bởi việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế.